bảo mật thông tin cá nhân. Con yêu, nhìn đây nào. Nhìn con đáng yêu quá. Để mẹ up ảnh con lên mạng nhé. Vâng ạ. Rồi chúng ta sẽ có thật nhiều like đúng không mẹ? Một bức ảnh mới. Cô ấy rất thích up ảnh lên mạng. Thật dễ dàng để đánh cắp thông tin cá nhân của họ. Mẹ ơi, con thích ăn bánh bông. Được thôi, để mẹ đi mua cho con một cái nhé. Ở yên đây đợi mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ. Cuối cùng cũng đi, cơ hội của mình đây rồi. Chào cháu, thì con. Chú là ai vậy ạ? Chú là bạn của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú dẫn ra chỗ mẹ đấy. Nhưng cháu không quen chú. Mẹ cháu kể cho chú nghe rất nhiều về cháu đấy. Cháu năm nay 4 tuổi và đang học trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương đúng không nào? Thế mẹ cháu còn nói với chú cháu thích gì nhất không ạ? Để chú nhớ lại đã. Đây rồi. Chú nhớ chứ. Cháu thích trèo cây và thích những công chúa nữa. Ôi đau quá. Chúng ta hãy cùng đi ra đằng kia với mẹ cháu nào. Con yêu, nhìn xem mẹ mua cho con nhiều bánh bông lắm. Con bé đi đâu rồi? Con ơi, con đâu rồi? Chúng ta đi nào. Kỳ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi mất tích rồi. Nó vừa mới chơi ở đây một phút trước thôi mà. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp chị tìm ra cháu bé. Chú Táo ơi, sao chúng ta đi xa vậy ạ? Yên lặng nào, đi theo ta nha. Cháu không muốn đi nữa. Ông đang làm gì thế? Mau buông đứa bé ra. Không, tôi đang nhắc cháu nó là đến giờ về nhà rồi mà. Anh là cáo, cô bé là khỉ. Tôi không nghĩ hai người là một gia đình đâu. Chú ấy. Tôi là bạn của mẹ cháu bé mà. Đây này. May mà mình đã chuẩn bị từ trước. Là vậy thật sao? Châu nhỏ nhà tôi thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh như vậy đó. Mình phải đi ra ngoài khỏi đây. Kêu chào vâng. Ôi, xe của tôi. Anh chị có thấy khỉ chị ở quanh đây không? Xin lỗi, anh có tình cờ thấy khỉ chị không? Ý anh là đứa bé trong ảnh này phải không? Hả? Sao anh lại có bức ảnh gia đình này? Lạ thật, sao lại có anh cáo ở trong ảnh này chứ? Anh cáo đưa tôi bức ảnh này, anh ấy nói anh ấy là bạn của chị. Hả cái gì? Tôi còn không biết anh ấy. Tôi nghĩ anh cáo đã sử dụng những thông tin và hình ảnh chị up lên mạng để bắt cóc khỉ chị. Bất kỳ vụ án nào cũng để lại manh mối. Xin chào, Papillon nghe đây. Papillon, anh cáo đã bắt cóc khỉ chị. Chúng tôi cần bạn giúp tìm vị trí của họ. Đã rõ. Không có chỗ nào để trốn đâu cáo. Hãy xuất hiện đi. Xin lỗi, tôi nhầm người. Gửi vị trí đến chỗ các anh đây. Nhận được rồi. Hướng này. Cháu muốn về nhà. Dừng xe lại ngay. Cảnh sát ư? Anh nghĩ anh có thể bắt được tôi ư?
rồi. Chúng ta hãy đi đường tắt để chặn đầu hắn. Được. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được đăng tải những hình ảnh hay thông tin cá nhân của mình lên mạng Internet. Người xấu có thể lợi dụng những thông tin này. Hãy nhắc nhở cả ba mẹ mình điều này nữa nhé. Thang cuốn cắn dây. Các con cẩn thận đấy. Anh xem kìa. Thơm quá. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không cô Sóc? Cô đang vội chuyện gì sao? Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi vừa bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm chúng. Chúng tôi sẽ giúp ngay. Làm phiền anh có thấy hai đứa trẻ chạy qua đây không? Chúng cao khoảng tầm này. Hình như tôi thấy đi vào trong thủy cung. Cảm ơn anh. Dobby. Chúng ta chia nhau ra ở đây. Sóc nhỏ ơi, sóc lớn ơi. Sóc nhỏ ơi. Các con ơi. Tìm thấy rồi. Nhầm người rồi. Ôi, tranh vẽ của tôi. Ôi, thật may quá, chúng không sao. Hả? Bức tranh này cậu thấy sao? Tuyệt tác đúng không? À, đây là hai con quái vật đang đánh nhau ở thác nước à? Không. Hả? Ủa? Đây là hai bạn sóc nhỏ đang chơi ở thang cuốn. Đúng rồi, anh thật có con mắt tinh tường. Chắc chúng vẫn còn ở đó. Đi nào. Chúng kia rồi. Hey, 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 hey.
trưởng Labrador. Các bạn nhỏ, chơi ở thang cuốn rất nguy hiểm, các cháu có thể bị thương nữa. Bọn cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn chỉ được đi thang cuốn cùng với ba mẹ và không bao giờ được chơi đùa khi đang đứng trên thang cuốn. Nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, hãy ấn nút khẩn cấp có trên thang cuốn. Như vậy, thang cuốn sẽ dừng lại ngay lập tức. Các bạn hãy nhớ nhé. Cuộc gọi từ người lạ. Con yêu, mẹ phải đi chợ bây giờ. Đừng mở cửa cho bất cứ ai nhé. Và không trả lời điện thoại nếu con không biết số đó của ai. Vâng ạ. Tạm biệt. Ờ, ai gọi nhỉ? Mình không biết số này. Mình không nên trả lời. Ờ, nếu đây là trường hợp khẩn cấp thì sao? Xin chào, đây là cừu con. Là một đứa trẻ. Xin chào cừu nhỏ, ba mẹ cháu có nhà không? Họ ra ngoài rồi ạ. Họ không có nhà. Tuyệt lắm. Ông là ai ạ? Ta là bác gấu, một người bạn của ba mẹ cháu. Cháu không nhớ ta. Bác gấu ạ? Đúng vậy, bác cùng một bánh cho cháu đây. Wow, bánh ngọt. Để đợi bác ở ngoài không, bác sẽ đến ngay. Vâng ạ, được ạ, cháu đến ngay. Bác gấu. Cháu đây rồi, đi với bác nào. Ờ, con yêu, con đang ở đâu? Con ơi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi cừu nhỏ đã mất tích rồi, là bắt tôi. Sao cơ, chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang chơi với đất sét ở ngay đây. Nhưng con tôi đã biến mất khi tôi quay trở về. Đừng lo, để đó cho chúng tôi. Tất cả cửa sổ đều khóa từ bên trong. Và căn phòng không có gì xáo trộn. Hả? Có đất sét trên điện thoại, có vẻ như cừu nhỏ đã trả lời điện thoại. Babylon, kiểm tra số này. Đã rõ. Hey. Ôi không, là một cuộc gọi lừa đảo. Hả? Có lẽ cừu nhỏ đã bị lừa bởi cuộc điện thoại này. Babylon, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Hả? Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Hơi đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về một người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Hả? Phòng 602 tại trung cư cầu vồng. Làm ơn nhanh lên. Pablon, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Đưa của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Của tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này, cảnh sát, chạy rồi, đứng lại, này, đứng lại, đứng lại, cái gì vậy, dừng lại.
Đứng lại ngay. À, di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nhá. Dừng lại ngay. Dobby, Papillon, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Bay. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cừu nhỏ, cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Cháu sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Không nhận thức ăn từ người lạ. Mẹ ơi, nhìn kìa, đồ ăn ngon thế. Wow, kem này trông ngon quá đi mất. Một lúc nữa mẹ sẽ mua cho con, được chứ? Wow, cái kia nhìn cũng ngon nữa. Mình sẽ bắt đứa trẻ đó bằng cái bánh quy đặc biệt của mình. Wow, mùi thơm thế nhờ. Này cháu bé, đây, cho cháu ăn bánh quy này, ăn thử đi. Nhưng mẹ cháu bảo không được lấy đồ ăn từ người lạ. Nó ngon lắm đấy, cháu không thể mua nó ở bất cứ nơi nào đâu. Cháu sẽ thử nó ạ. Wow, ngon quá đi mất. Sao buồn ngủ thế nhờ. Đi với chú nào. Tê giác nhỏ. Tê giác nhỏ. Con yêu, tê giác nhỏ. Đó, có chuyện gì vậy nhỉ? Đến xem nào. Tê giác nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, là bác hãy giúp tôi. Tê giác nhỏ bị mất tích rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cậu ấy. Tốt hơn đấy là mình nên ra khỏi đây trước khi họ thấy. Thật tuyệt vời. Roti thơm ngon bay trên không trung. Đến và xem nào. Này, bạn nhỏ, cháu không sao chứ? Này bạn nhỏ, có chuyện gì vậy? Anh làm cậu bé sợ đấy. Lạ thật ý. Chị có thấy tê giác nhỏ quanh đây không? Tôi không thấy. Anh có thấy tê giác nhỏ không? Roti của mình lộn xộn hết cả rồi. Hả? Trông nó rất giống tê giác nhỏ. Ông Vượn, ông có nhìn thấy tê giác nhỏ không? Tôi có thấy, cậu bé trông rất kỳ lạ và cáo xám đã đưa cậu bé đi. Cáo xám? Ôi không, tê giác nhỏ có thể gặp nguy hiểm. Đi thôi. Ở đằng kia. Cảnh sát, ôi không, chạy thôi. Không.
Hả? Đấy rồi. Đó. Các người không bắt được ta đâu. Đi thôi. Dopey. Cáo xấu xa chạy mất rồi. Đi thôi. Có gì đó không ổn với những chiếc bánh quy này. Tôi biết lý do rồi. Đi nhanh lên. À, đường này. Ôi không, nó bị khóa mất rồi. Hay là ở tạm chỗ này vậy? Mình phải làm gì bây giờ? À, phải rồi. Mình sẽ bỏ những chiếc bánh này vào miệng họ, rồi họ sẽ không đuổi theo nữa. Không đuổi theo nữa sao? À, họ đến rồi. Dobby, đi theo hắn. Tê giác nhỏ, tỉnh lại đi. Tự nhiên. Dừng lại ngay. Tự nhiên lại chóng mắt thế nhờ. Đứng lại. Hả? Không ai có thể chạy thoát khỏi ta. Đưa họ đến bệnh viện ngay thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng bao giờ nhận đồ ăn từ người lạ mà chưa hỏi ý kiến của ba mẹ nhé. Người xấu có thể dùng thức ăn làm từ nguyên liệu đặc biệt để lừa bạn. Vì vậy, bạn nên cẩn thận. Chuột chuỗi nhỏ mất tích. Con yêu, loại quả này rất tốt cho mắt của con này. Con lại chơi điện tử đấy hả? Mắt con đã kém lắm rồi đấy. Hôm nay chơi như thế là đủ rồi đấy nhá. Vâng ạ. Chúng ta đi thôi nào. Cháu đâu rồi? Mẹ ơi! Là mẹ của cháu! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đợi con với! Chuột chui nhỏ! Chuột chui nhỏ! Chuột chui mẹ, sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Chuột chui nhỏ à? Tôi vừa thấy cháu bé lên chiếc xe buýt kia kìa. Ôi trời ơi! Chúng ta phải đi tìm cháu bé ngay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Kem! Mẹ ơi! Mẹ mua kem cho con được không ạ? Ui, cháu ơi! Cháu nói gì vậy? Đây là nhà vệ sinh mà! Kem nào! Nhà vệ sinh?
cái bụng tôi. Ôi, mùi quá đi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chú phải đi đã nhá. Chuột chui nhỏ, cậu bé không có ở đây. Cũng không có ở đây. Anh có sao không? Anh gấu mèo, anh có thấy chuột chui nhỏ không? Chuột chui nhỏ à? Cậu ấy đi về phía cảng kia. Ôi không, cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta đi nào. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Chia nhau ra ở đây. Chuột chuối nhỏ. Chuột chuối nhỏ ơi. Chuột chuối nhỏ. Cứu cháu ơi, nó cứu cháu với. Hả? Ở đằng kia. Hả? Nhìn kia kìa. Là túi của chuột chuối nhỏ. Dobby, chúng ta đi nào. Ôi không, tàu đang rời khỏi bến. Hả? Đúng rồi, Dobby. Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, ném tôi sang đó. Được rồi. Chuột chuối nhỏ. Chú cảnh sát Dobby. Chú là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Mắt là một bộ phận rất quan trọng, không được nhìn vào màn hình điện tử thời gian dài, và cũng không được đọc và viết trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ngoài ra, các cháu không được dụi mắt bằng tay. Tay rất bẩn và có thể làm mắt bị thương nữa. Hãy cải thiện sức khỏe của mắt bằng các bài tập mắt hàng ngày nữa nhé. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala. Bạn gấu koala đâu rồi? Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cứu. Cô phát hiện ra bé koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn koala trên xe buýt không? Cháu có thấy à? Cậu koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe
thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. À, thấy rồi. Bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Ừ, vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào. Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không? À, đó là gấu koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào. Gấu koala. Hãy gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé. Quái vật trên đường. Bà ơi nhanh lên, chương trình ở nhà hát cầu vồng sắp bắt đầu rồi. Bà biết rồi, nhưng mà an toàn là trên hết. Quái vật. Quái vật. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát Labrador, tôi gặp một con quái vật trên đường và nó đáng sợ lắm. Quái vật ư? Chúng tôi tới ngay. Họ đâu nhỉ? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, một con quái vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Xe của tôi đã gặp tai nạn vì nó đấy. Đáng sợ lắm mà. Con yêu. Lừa con, cháu đừng sợ. Trên đời này không có quái vật thật đâu. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nó. Xin hãy giải quyết chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá. Hmm.
tôi tìm thấy dấu chân. Những dấu chân đến từ bên kia của giải phân cách. Người gây ra tai nạn này chắc hẳn đã nhảy qua hàng rào phân cách để qua đường. Anh có nhớ được là trông con quái vật đó như thế nào không? Ừ. Nó có cái đầu giống như tổ chim vậy. Đầu tổ chim á? Và mũi của nó có màu đỏ. Cái mũi của nó thì rất là to nữa. Như này á? Chính xác, trông nó như vậy đấy. Con quái vật trông đáng sợ quá. Tôi không nghĩ đây là một con quái vật, mà trông giống chú hề ở nhà hát cầu vồng hơn. Một chú hề ư? Đêm nay ở nhà hát cầu vồng sẽ có chương trình về các chú hề. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Dobby, chúng ta đi nào. Nhìn đằng kia đi. Chú hề chính là quái vật. Ôi trời ơi, anh sẽ bị muộn mất. Anh phải ra sân khấu ngay bây giờ. Đừng lo, tôi không bao giờ bị muộn hết. Tôi đã đi đường tắt mà. Khỉ đốt. Anh đã vi phạm luật giao thông, anh đã bị bắt. Không. Đứng lại ngay. Wow, cảnh sát đấy. Đây là chương trình mới à? Bắt anh ấy lại. Không được nhảy qua rào phân cách. Gặp lại sau nhé. Cẩn thận. Mạnh lên. Thật đáng sợ quá. Khỉ đột, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ nhảy qua rào phân cách để đi tắt nữa đâu. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta cần phải tuân thủ luật giao thông. Khi đi bộ, luôn dùng phần đường dành cho người đi bộ và không được nhảy qua hàng rào phân cách để đi tắt. Nếu các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có thể gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé. Ngôi nhà ma. Sợ quá đi mất. Hoàng, chúng ta thực sự phải vào trong à? Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm cơ mà. Được rồi, đi theo tớ nào. Mama,
Các cháu đừng sợ, ma không có thật ở trên đời đâu. Nhưng mà bọn cháu tận mắt nhìn thấy nó mà. Xin chú hãy cứu mèo con với. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm ma đấy. Mèo con ơi. Mèo con. Là một thanh gỗ. Chúng ta lên tầng thử xem. Là một cây đèn. Kìa là cái gì vậy? Không thể nào là ma được. Dobby, tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Con ma và bọn trẻ nhìn thấy chính là bóng của các cháu ấy. Đúng là bóng của tôi này. Tôi biết mà, không có gì có thể làm tôi sợ hết. Dobby, có chuyện gì vậy? Mèo con. Tìm thấy mèo con rồi. Hay lắm. Hãy giúp cháu bé lên đây. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu tưởng cháu không bao giờ thoát được cơ. Ôi không, ngôi nhà sắp sập rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Chúng ta bị kẹt mất rồi. Có lối ở đằng kia, đi theo tôi. Trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được chơi ở những ngôi nhà hoang. Bên trong rất tối, các bạn có thể bị ngã và bị thương. Và nếu như ngôi nhà bị sập khi các bạn đang ở bên trong, các bạn có thể bị kẹt và không thể ra được. Vì vậy, không được tự ý vào các ngôi nhà hoang, các bạn nhé. Con ma lúc nửa đêm. Con yêu đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Chị gái con đâu rồi? Có con ma đã bắt chị đi mất rồi. Ma. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Con gái tôi bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm cháu bé. Con ma đã bắt chị đi rồi. Ma ư?
Xin cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang ngủ trong phòng của nó và giờ cháu bé mất tích rồi. Chắc chắn là con ma đã bắt chị cháu đi mất rồi. Cháu à, trên đời này không có ma đâu. Nhưng mà cháu nhìn thấy nó thật mà, nó màu trắng, còn mắt nó thì có màu xanh và phát sáng, trông đáng sợ lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi tìm con gái. Chị đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chúng ta hãy tìm từ trong phòng khỉ chị trước. Đây là bức ảnh của khỉ chị. Chỉ có dấu chân của em nhỏ ở trên khung cửa sổ. Và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy khóa hay phá mở. Tôi nghĩ cô bé không bị ai bắt đi đâu. Vậy là không có ma rồi. Đây là cà phê. Cà phê á? Ai ở đó vậy? Đây là Đom Đóm. Nó cái kia. Đứng lại ngay! Ta sẽ bắt được ngươi! À, cô mà! Cô mà! Mà! Cô mà! Cô mà kìa! Rồi! Cảnh sát Labrador, con ma đã đánh rơi cái này. Một cái nơ và băng đô nhấp nháy. Tôi biết đây là ai rồi. Không ai có thể thoát được ta đâu. Sao anh lại giúp con ma vậy? Không phải ma đâu. Là khỉ chị đấy. Vậy con ma chính là khỉ chị à? Ôi con yêu, các cháu nhỏ phải ở nhà và ngủ vào ban đêm chứ. Sao lại ra ngoài dọa mọi người như thế hả? Cháu xin lỗi, cháu không ngủ được nên cháu chỉ muốn ra ngoài chơi thôi ạ. Khỉ chị, có phải cháu đã uống cái này không? Vâng, cháu thấy khát nước nên đã uống lon nước này trong tủ lạnh. Cà phê là dành cho người lớn, trẻ em sẽ không ngủ được nếu uống nhầm phải nó. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận với đồ uống hơn ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cà phê là đồ uống dành cho người lớn. Bởi vì nếu các bạn uống phải, các bạn sẽ không thể ngủ được vào buổi tối. Như vậy là rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trà và đồ uống chứa cồn đều không phải là đồ uống dành cho trẻ nhỏ. Các bạn không được uống chúng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Chiếc xe ma.
Ồ, đèn xanh rồi. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi. Chuyện gì vậy? Ồ, không có ai lái chiếc xe đó cả. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi vừa bị một chiếc xe ma đâm trúng ngay qua đường bên đây. Gì cơ? Một chiếc xe ma? Chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Anh ấy đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ấy thật là nguy hiểm. Thật may mà bọn tôi cũng có vẻ cứng. Anh TT. Anh là người vừa gọi cho chúng tôi phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm trúng. Và các anh biết không, không có ai lái chiếc xe máy đó cả. Đấy là một chiếc xe ma. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một chiếc xe ma ư? Tôi chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Giờ, chúng ta cần tìm ra chiếc xe đó trước. Dạ. Mọi phương tiện đều để lại dấu vết sau khi nó đi qua. Đây là vũng nước. Đây là dấu vết của lốp ô tô. Còn đây là dấu vết của xe máy. Tôi đã tìm ra manh mối. Hả? Chiếc xe đã đi lối này. Đi thôi. Hả? Hay nhìn đằng kia kìa. Không thể tin được. Có ma thật kìa. Trên đời này không có ma thật đâu. Nhìn kìa, nó vừa rẽ vào chỗ kia. Nhanh lên. Ôi không, nó không thể đi xa được đâu. Cảnh sát đây. Ông rùa, ông có thể giúp chúng tôi đi theo chiếc xe máy đằng kia không? Được. Hãy bám chắc vào. Này ông rùa, chúng ta có thể theo kịp nó không? Dĩ nhiên là được rồi. Đi à, đi nào. Lối này. Mông tôi đau quá. Chúng ta đang ở đâu đây? Là chiếc xe ma kìa. Dừng lại. Đấy là tắc kè. Cẩn thận đấy. Đáng sợ
tắc kè. Anh đã vi phạm luật an toàn giao thông. Anh đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đèn giao thông là tín hiệu để điều khiển giao thông. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Đèn xanh là đi. Và đèn vàng có nghĩa là đi chậm. Dù bạn là người lái xe hay người đi bộ, các bạn phải luôn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông. Nếu không, chúng ta có thể dễ dàng gặp tai nạn. Hãy nhớ nhé. Gà con mất tích. Mình không thể nhịn nổi nữa rồi. Anh ơi, em muốn ăn kem. Em muốn ăn kem. Đợi, để anh một chút thôi nha. Vâng ạ. Kem ngon. Kem ngon. Mình sắp được ăn kem ngon rồi. Này anh bạn nhỏ, chú biết có một cửa hàng kem ngon cực kỳ luôn. Chú đưa cháu đến đó nhé. Nhưng cháu không biết chú là ai. Cháu không đi với chú đâu. Thôi nào, chú là bạn của ba mẹ cháu mà. Cháu không nhớ ngày xưa, chú chả bế cháu mãi còn gì. Đi thôi nào cháu yêu. Không thì mấy vị kem ngon nhất sẽ bị hết đấy. Nào, giờ chúng ta đi mua kem thôi. Em của mình đâu? Đâu mất rồi nhờ. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu bị lạc mất em trai cháu rồi. Cháu phải làm sao đây? Cháu đừng lo, các chú sẽ tới đó ngay đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa mới đi vệ sinh ở đằng kia xong, nhưng lúc cháu ra thì em trai cháu biến mất rồi. Xin hãy giúp cháu tìm em với. Cháu đừng sợ, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Gà con ơi. Đó là đồ chơi của em trai cháu mà. Tức là em của cháu đang ở gần đây, chúng ta đi tìm tiếp thôi. Được. Người đàn ông kia trông thật khả nghi. Hắn ta liên tục tìm thứ gì đó. Chắc chắn hắn đã giấu gà con đi. Đứng lại đó. Ôi không, đấy không phải là gà con. Cậu nói cái gì vậy? Đây là biếu của tôi mà. Nếu có vấn đề, cậu có thể yêu cầu tôi tử tế. Mà tại sao lại xem quần áo của tôi chứ? Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Lạc đà, anh có thấy một bé gà nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh và đội một chiếc nón kẻ không? Tôi nghĩ là... đúng rồi, tôi có thấy. Cậu bé đi cùng với một con cáo đỏ và đã đi vào trong rừng rồi. Không ổn rồi, tên cáo đỏ đấy có thể là kẻ bắt cóc. Chúng ta cần phải tìm ra hắn ngay. Ở đây có đến 3 lối đi. Anh nghĩ đi đường nào mới đúng? Ở đây có rất nhiều bùn, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Chúng ta hãy tìm dấu chân của họ. Đã thấy, ở đây có dấu chân của cáo đỏ và gà con. Họ đi lối này. Đi nào. Chúng ta đã đi quá xa khỏi hàng bán kem rồi. Cháu không muốn ăn kem nữa đâu. Cháu muốn về nhà cơ. Nhà cháu không về nhà được đâu. Cứu tôi với.
Nhấc lại. Giơ tay lên. Cảnh sát trưởng Labrador. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi được đâu. Hãy giải hạn đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi ở ngoài đường không được đi lang thang một mình hoặc nhận đồ từ người lạ. Nếu họ nói họ sẽ đưa cháu về nhà, hãy nói không được. Và nếu họ đe dọa cháu, đừng bao giờ ngần ngại mà hét lên hoặc nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Hãy luôn nhớ những quy tắc này nhé.